Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin tối TS News. Vẫn như thường lệ, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Hôm nay ngày 9 tháng 12 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Dù chỉ có một học sinh đến lớp nhưng trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông vẫn dạy học bình thường. Ca sĩ Lily gửi lời xin lỗi đến nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vì chuyện sai lầm trong quá khứ. Cụ bà 100 tuổi thoăn thoắt trèo ra khỏi cổng nhà gây xôn xao dư luận, cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội, mặc dù chỉ có một học sinh đến lớp nhưng nhà trường vẫn hoạt động và dạy học bình thường. Cô Phạm Thị Kiều Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông Hà Nội cho hay, sáng nay trường chỉ đón một học sinh tới lớp. Như vậy, ở ca đi học vào thứ 3, thứ 5, thứ 7, số lượng học sinh đến trường đã giảm 8 em so với hôm 7 tháng 12. Dù số lượng học sinh đi học không lớn, Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông vẫn tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời có biện pháp để đảm bảo việc học của những em chưa đến trường. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đánh giá rất cao sự cố gắng của Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông, cũng như các trường có ít học sinh đến lớp khi vẫn tổ chức dạy học trực tiếp, triển khai song song hình thức khác để học sinh tiếp tục việc học trong bối cảnh dịch bệnh. Ông cho rằng cách làm của Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông là điển hình cho nỗ lực để trường học có thể dần mở cửa trở lại. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường hợp có ít học sinh trở lại học trực tiếp như Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông không nhiều, chủ yếu rơi vào trường đóng trên địa bàn có tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhiều ca F0, F1. Ông thông tin thêm, trong đợt mở cửa trường học này, các trường ở Hà Nội chưa phát hiện F0 trong trường học. Trước đó, một số học sinh mắc COVID-19 nên ở nhà chưa đi học lại. Nếu phát hiện các ca mắc trong trường, các trường sẽ phối hợp cơ quan y tế triển khai biện pháp như văn bản mà Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đã hướng dẫn. Mới đây, ca sĩ Lily đã gửi lời xin lỗi chính thức tới công ty của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Cô cho rằng, vào năm ấy mình đã không tìm hiểu kỹ những thông tin mà đã vội đưa ra lời xác nhận. Ồn ào đấu tố của Lily với công ty do Châu Đăng Khoa giữ cương vị chủ tịch từng làm dậy sóng mạng xã hội vào đầu năm 2020. Sau gần 2 năm, tưởng chừng như sự việc này đã lắng xuống nhưng mới đây, Lily bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Theo đó, Lily cho biết ở thời điểm hiện tại, phía cô và công ty của Châu Đăng Khoa đã thống nhất được phương án hòa giải mâu thuẫn. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến công ty và Châu Đăng Khoa, người quản lý cũ vì đã đơn phương đưa ra những thông tin không được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến công ty cũng như cá nhân liên quan. Sau cùng, cô không quên gửi lời cảm ơn công ty đã đồng hành cũng như gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào. Ngay sau bài đăng của Lily, Châu Đăng Khoa cũng đã có động thái phản hồi. Anh cho biết sau lời xin lỗi của Lily, phía công ty đã chấp nhận lời xin lỗi và mức đền bù sai phạm. Anh khẳng định vụ việc đã kết thúc và sẽ tiếp tục tập trung hoạt động âm nhạc trong thời gian tới. Một thông tin tiếp theo mà S News muốn mang đến cho quý vị và các bạn đó là hiện nay thương hiệu Huawei đang có những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn tại Cellphone S. Vừa qua, thương hiệu Huawei đã cho ra mắt chiếc đồng hồ GT Runner, đồng hồ chuyên dụng cho dân chạy bộ và những ai quan tâm đến sức khỏe. Huawei Watch GT Runner có thiết kế thể thao dày 11mm và chỉ nặng 38,5g, phù hợp đeo trên tay khi vận động. Thân đồng hồ được hoàn thiện từ sợi polymer bền bỉ cùng đúng vặn bằng hợp kim titan, mang lại một thiết kế mạnh mẽ. GT Runner sẽ chạy trên hệ điều hành Harmony OS, tương thích với tất cả hệ điều hành Harmony OS, Android, iOS, từ đó mang đến cho người dùng giao diện sử dụng thân thiện với người dùng để có những trải nghiệm ấn tượng. Đồng hồ được trang bị nhiều tính năng theo dõi sức khỏe thông minh như đo nhịp tim, tần suất chạy bộ. Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị huấn luyện viên chạy bộ AI với khả năng tùy chỉnh chế độ luyện tập dựa trên chiều cao, giới tính, cân nặng. Nhờ đó bạn sẽ có chế độ luyện tập dễ dàng. Chiếc đồng hồ GT Runner được bán độc quyền tại Cellphone S với giá hơn 7 triệu đồng. Khi đặt trước từ ngày 6 đến 12 tháng 12, quý vị sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu và tai nghe Huawei trị giá 1 triệu 390 nghìn đồng. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm, hãy click ngay vào link ở phần mô tả để nhận nhiều ưu đãi. Đoạn video ghi lại hành động của một cụ bà 100 tuổi thoăn thoắt trèo ra khỏi cổng nhà đã gây chú ý trong mạng xã hội. Đoạn clip được chia sẻ từ một cô gái trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc bá đạo của bà mình. Kèm theo đoạn clip này, cô gái chia sẻ rằng, các bạn không đọc nhầm đâu, đây là ngoại mình sống 100 năm rồi đấy. Vì tuổi cao nên bà hơi lẫn, bố mẹ mình thường phải đóng cửa cả ngày không cho bà ra đường vì nguy hiểm và nhiều trận bà đi không biết đường về, khiến cả họ đi tìm suốt đêm chết khiếp. Nhiều lần mình thấy nói bà là bà cãi nên hôm nay mình chụp ảnh quay video lại làm bằng chứng. Đúng chất gừng càng già càng cay, dẻo dai như người lính đặc công luôn.
Theo đoạn clip ghi lại, khi vừa chạy ra đến cổng, cụ bà liền đẩy đôi dép ra bên ngoài qua khe cửa, sau đó cụ bà bám từ từ lên thành tường rồi nhanh chóng leo cổng ra ngoài. Dù lưng đã còng nhưng sức khỏe cụ vẫn dẻo dai, do đó chỉ trong tích tắc, cánh cửa cổng cũng không làm khó được bà cụ. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú và bất ngờ trước khoảnh khắc nói trên, bởi lẽ không phải ông cụ bà cụ nào ở tuổi 100 sức khỏe cũng còn dẻo dai được như vậy. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác còn gửi lời chúc sức khỏe đến cụ bà, mong rằng cụ luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui cùng con cháu và quan trọng là có một sức khỏe thật tuyệt vời để niềm vui được trọn vẹn nhất. Đoạn clip cũng đã khiến cư dân mạng tranh cãi, trong đó có nhiều người chỉ trích người cháu đứng quay clip bởi lẽ biết bà của mình đã già cả, thầy muốn ra ngoài không chạy đến mở cửa, còn ghi lại clip và chia sẻ trên mạng. Trước những chỉ trích này, người cháu đã nhanh chóng đính chính. Theo đó, cô gái khẳng định là bà đã nhiều lần leo ra khỏi cổng nhà. Khi người nhà nhắc nhở thì bà không thừa nhận, do đó cô gái mới quay lại để làm chứng cứ chứ không phải vô lễ hay không quan tâm dành tình yêu thương đến bà của mình. Tiếp theo sẽ là những tin tức liên quan đến dịch COVID-19, dự báo thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Quý vị và các bạn thân mến, điểm tin tối ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!